Mo Thủy Hương Ly đồng loạt rơi nước mắt vì cảm thấy bất công ở tập cuối Việt Nam Why Not. Việc không làm tốt thử thách đã ảnh hưởng đến tinh thần của Hương Ly, Mo Thủy, Khánh Vân trong tập cuối Việt Nam Why Not. Tập cuối Việt Nam Why Not đi Việt Nam đi mùa đầu tiên đã diễn ra đầy cảm xúc khi khán giả được chứng kiến những giọt nước mắt đến từ hai thành viên team Nón Lá là Mo Thủy và Hương Ly. Cả team đã gặp khó khăn khi tham gia thử thách đua liên hoàn. Mo Thủy chia sẻ, khi bắt đầu thử thách này, Ly cảm thấy không khỏe và hơi cảm xúc quá. Điều mà Thủy không đồng ý nhất trong trận chung kết này chính là đua liên hoàn liên quan đến thời gian của thử thách độc. Team Nón Lá thắng rất nhiều thử thách đua nhưng chưa bao giờ ảnh hưởng đến thời gian của thử thách độc. Bởi vì điểm của độc rất là nhiều, nhưng mà tới trận chung kết này mà ban tổ chức lại cho ra một quyết định như vậy thì Thủy cảm thấy là nó không công bằng cho lắm. Nhưng mà nói chung là đề bài của độc thì team Nón Lá cũng bó tay nên cũng chả nói về cái đó nhiều. Hương Ly thì giàn giụa nước mắt. Trong suốt 9 tập là cố gắng từng xíu một để tích cóp hơn 1-2 điểm trong từng thử thách. Nhưng mà cái trận chung kết này chỉ cần một thử thách thôi là có thể san bằng tất cả mọi thứ. Mình cảm giác là 9 tập qua mình cố gắng một cách kinh khủng nhưng cuối cùng công sức của ba chị em gần như đổ sông đổ bể luôn. Chỉ cần một thử thách thôi là bằng công sức mà team Nón Lá cộng lại từ 2-3 tập. Mình biết chung kết rất quan trọng nhưng mình rất tủi thân và thấy thương cho sự cố gắng của cả team. Đó là lý do vì sao Lì rất dễ xúc động. Mình nhiều như thế thì cũng mong muốn mọi người hiểu hơn về những gì mà team Nón Lá suy nghĩ và những gì mà team Nón Lá đã cố gắng rất nhiều. Ly tin chắc rằng sau những giọt nước mắt này thì sẽ là một giấc ngủ thật ngon và ngày mai lại đón nhận một thử thách mới với thật nhiều năng lượng. Ly chắc sẽ không bỏ lỡ và cố gắng rất nhiều. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.